Uh, tu một thờ mà nó an lạc nó vui thì giống như uh, một ngày này của mình là tuyệt vời lắm quý vị uh, mình lên mình uh, công phu thường xuyên mình sẽ để ý được uh, nó không phải ngày nào mình lên mình tu mà nó cũng uh, an lạc uh, thoải mái cái tâm rồi đâu có nghĩa là có nhiều bữa mình lên mình không phải cần thiết phải dọn cái tâm gì hết nhưng mà ngộ thay là lên mình tu thờ nó rất là an lạc giống như mình mình ăn mà thấy nó ngon miệng quý vị giống như mang cái thang này thì có bữa này bữa khác nhưng mà nếu mà chịu mà siêng năng để dụng công thì sẽ có kết quả rất lớn nhưng cái quan trọng vô cùng là mình khi vào thờ khóa tu là bản thân mình những cái thứ gì không cần thiết thì để bên ngoài đi cái tâm mình nói thì, thì quý vị sẽ tu một thời rất đặc biệt, cũng như có nhiều bữa những đức lên, những đức công phu tu, nó cứ chấp vào cái cần cổ nó cứ khạt khạt khạt. Nhưng mà bữa nào mà mình lên mình tu, mình công phu mình lên nghe, mà cả cái chấp tay ngay hay chấp tay không ngay, hay là mình khạt khạt gì hay là mình cái gì mặc kệ đi, mình cứ lo mình Niệm Phật lễ Phật thôi Thì cái thời công phu quý vị rất đặc biệt Giống như khi mà quý vị đã là Tu nó vô rồi nó an lạc rồi nghe Là giống như Cái thời gian quý vị giống như là Con người mình mới bị tình chấp quý vị nó Giống như là nó muốn kéo thời gian lại thôi Sao tu lâu thêm chút nữa đi ta Cái cảm giác mà khi mà Mình tu mà an lạc đó là mình muốn giống như Ôi sao nó không lâu thêm chút nữa đi ta Nhưng mà bữa nào mà mình tu Mà giống như nó không vô nổi nghe tu mà nó, nó 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 nó, cái tâm mình nó 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 phóng bên ngoài không thì giống ủa nay sao mà lễ phật lâu dữ ta nó, nó không hết giờ thấy không nên mình để ý là khi mình lên mình tu mà bữa nào mà mình tu mà mình an lạc mình thích vô cùng mà ngay cái chỗ là gì phải không ít tạp niệm ngay chỗ này khi ít tạp tạp đi ngay chỗ này và ngay chỗ này là 100% là mình phải quân tập có vật hiệu nghĩa là quân tập có vật hiệu và phải siêng năng niệm Phật tại vì quân tập có vật hiệu nó giống như là lấy cái giọng tâm là ngay có vật hiệu quý vị giọng niệm giọng tâm của mình là chấm ngay có vật hiệu thì lâu ngày cái giọng tưởng giọng tâm của mình là có vật hiệu nhiều quá khi nó đã quân tập được mỗi ngày như vậy rồi khi mình lên mình vào từ khóa tu Là mình tu rất đặc biệt rất tuyệt vời vị biết rằng là cái khoảng thời gian mà những đức mà khi mà công việc nhiều đó xin thưa quý vị là những đức lên những đức tu một thời thời gian cực kỳ lâu khi mình vô mình tu đó là mình suy nghĩ một chút mình làm cái gì cái gì cái gì cái tần số mà mà công việc đó nó, nó giống như từng mắt than vậy vì nghĩ cái tần số công việc mà nó từng mắt than luôn rồi tính bây giờ lễ sắp đến rồi Bây giờ phải giảng bao nhiêu bài pháp Rồi ngày lễ nó phải tổ chức thì sao Phải sắp xếp ban bệ thì sao Thì những đức nói như vị là Nó như từng nát thang, từng nát thang, từng nát thang Mình lên mình tu mà giống như nó cứng kỳ nặng nề Tu không vô nọ Thật sự mà nói đúng là rõ ràng Có nghĩa là mình có tâm Phật Bồ Tát sẽ có sự sắp xếp cho mình Cho mình cái thời gian Để mình lắng động tâm lại Để mình nhìn nhận lại Sự an lạc của niệm Phật mà mình là người hướng dẫn người ta niệm Phật Nếu như mình không có được cái sự an lạc của niệm Phật Khó hướng dẫn 100% luôn Mình chỉ nói thôi chứ mình không có cảm giác Đó. Nó giống như cái bữa mà Những Đức chia sẻ mà Cái bữa mà niệm Phật tâm đắc bữa đó Cách đây mấy ngày Và bữa nay nè Cái công phu mà vô mà khi mà mà, mà công phu niệm Phật An lạc cái tâm như Mà niệm Phật tự nhiên mình Mình không có để ý cái tay mình chấp làm sao luôn Không để ý cái con người xung quanh lễ sao luôn không để ý trên màn hình cái gì luôn. Không để ý quan tâm tới. Khi mà niệm Phật mà vô rồi thì hình như xung quanh quý vị không để ý nữa. Nên cái tác động của những người mà cùng tu xung quanh với mình quan trọng. Tại mình là phàm phu thì tác động. Thật sự luôn. Nếu như cái lúc mà mình tu đó mà những người mà họ cùng chí hướng với mình mà họ tu chung với mình nghe. Thì ngay cái vị trí tu đó của quý vị đặc biệt tuyệt vời lắm. Nếu như cái lúc mà tu tập đó mà có một người lọt vào mà tạp tâm nhiều hoặc là không có tâm quyết tu đồ này kia mà ngọ tu chung với mình đó, tức khắc phá vỡ liền tại vì cái lúc mình đang tu họ cái tâm họ nó phóng mạnh quá nó nó làm tác động khi tác động rồi mình bắt vào tần số đó luôn rồi là lúc đó vì khó lấy lại cái tần số niệm phật nên rõ ràng năm xưa vì sao đại lão ở thượng tịnh không khi người đến thăm ngài thì người ta ở dưới lầu người ta tu tập hoặc người ta nghe ngài nói pháp là ở dưới có một cái phòng riêng vì sao vì sợ những người vào ngồi trong đó sẽ tác động tác động khi tác động là là cái tần số đó họ bắt cùng với nhau là lúc đó nó không còn câu thông với bộ nguyễn di đà nên cái lời chia sẻ đó nó không còn đặc biệt thì ra rõ ràng là như vậy nên từ nơi đó mà cái mà giữ được cái tâm một cái người mà mình hộ trì chứ họ để họ tu tập họ đem tịnh độ giới thiệu đó nghe quan trọng cực kỳ quan trọng luôn vì họ là giống như là một trụ sứ một một trụ sứ chính để phát ra nên mình bảo trì cho cái cái trụ sứ này cho nó tốt đi thì nó phát ra rất đặc biệt nó làm ảnh hưởng rất là lớn đối với những cái vị trí khác còn cái người đó mà nó mà tác động bị ảnh hưởng rồi là, là nó đưa ra toàn là bị tác động hết nguy hiểm vô cùng nên từ nơi đó mà thí dụ như buổi sáng này đi giống như sáng nay khoảng 1.700 người tu này thì quý vị biết rằng là cái ngay những đức là quan trọng vô cùng khi những đức mà công phu mà vô rồi an lạc thoải mái rồi là những đức nó thật sự quý vị khắp nơi nơi tu cũng bị ảnh hưởng luôn còn nếu như những đức lúc mà tu đó cầm mắt giáo giác cười nhìn hoặc là tác động tâm là bị ảnh hưởng hết luôn vì khi quý vị tu tập đó là quý vị bật lên là những đức quý vị thấy rõ ràng nhất nên những đức nếu không nhiếp tâm thì quý vị bị tác động liền không nói gì tại như đức là chính nên cái tác động nó sẽ đến với mình rất là lớn Nên bản thân những đức có một trách nhiệm Cực kỳ lớn luôn Dù là mỗi ngày những đức không làm việc gì cho quý vị nghe Nhưng mà những đức có một cái tác động Cực kỳ lớn với những người hữu duyên cùng tu chung Vì bản thân những đức nếu an lạc Vui, tâm thoải mái Là quý vị sẽ hoàn toàn được sự ảnh hưởng lớn Rất lớn còn nếu như những đức mà buồn không vừa lòng không vừa ý cái này người kia là tác động rất lớn đối với những người xung quanh những đức đó là cái mà những người hộ trì mình biết được mình phải hộ trì người này như thế nào. Cho nên cái công đức đó cực kỳ lớn. Rất là rõ ràng. Cái này là những đức khi mà sáng có vô gì đức nó u rõ ràng. Thì ra là khi mình tu mà tạp tâm mạnh quá. Cả cái tay mình chấp mình cũng để ý. Nữa. Coi nó có ngay chưa. Nữa. Nói chưa. Nó cũng đều là nằm trong cái những gì trí vọng vọng tưởng hết. Còn khi nó đã tu an lạc rồi. Hình như là mình bỏ phế hết tất cả cái xung quanh. Trong khoảng thời gian lúc tu đó một chút thời gian nó không dài đâu nó không được một tiếng đâu quý vị nó rất ít nhưng nó cũng đủ cho quý vị có được sự an lạc mà mà cảm nhận với bộ nguyện di đà cực kỳ thù thắng nên những đức nó cả cái sự an lạc đó mình cũng đừng nên quá nặng nề và chấp tại vì nó sẽ chớp lên một cái thôi một chút thôi nhưng mà nó cực kỳ đặc biệt luôn giống như mình được giống như là chạm với quang minh của phật a di đà cái lúc đó giống như mình được chạm quang minh của phật a di đà là quý vị cực kỳ an lạc nên những đức nói rằng là nếu như mình không vô niệm phật mà cảm giác như mình bị ghiền nữa quý vị là gì mình có được cảm giác đó mình mới ghiền tại sao cái người niệm phật mà 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 mà, mà vô vị thì họ không có cảm giác này và họ bỏ cuộc là gì sao vì quá vô vị sáng ngủ thêm một chút nữa đi chứ mình lên mình tu làm gì cho nó mệt nó buồn ngủ ngủ gan ngủ gan nó gọi là niệm phật vô vị là bỏ cuộc còn tại sao mình thích lên niệm Phật Vì mình có được cái cảm giác đó Cái cảm giác nó rất là an lạc Nên những đức nói rằng là Bây giờ người sức giai hàng cư sĩ gì Làm ăn kinh tế gì Những đức nói cái việc Mà công phu buổi sáng quan trọng Vì sao? Vì nó dưỡng tâm rất là lớn Khi nó dưỡng cái tâm quý vị an lạc nhẹ nhàng Thì đối với người thân trong gia đình quý vị Vợ con, chồng Quý vị đều rất quan hệ Cái này là cái tác động cực kỳ lớn đối với một gia đình Mà một gia đình mà được như vậy rồi thì cái việc làm ăn kinh tế gia đình bị rất tốt nhưng đức nói thật sự nếu như sáng thức dậy mà vợ chồng cứ lộn con cái bực bội khó chịu thì gia đình này là gia đình đang bị tan vỡ mà cái gia đình là cái cái gốc của một con người mà nó tan vỡ rồi thì cái làm ăn nó bị khó thành đạt 100% nên cái việc mà tại sao có một vị này ngày xưa ông kinh doanh rất là lớn ông rất nổi tiếng ông rất kinh doanh lớn luôn nhưng mà ông có một quy tắc đó là những người đối tác với ông khi đến gặp ông buổi sáng là nhất định 7 giờ ông mới tiếp. 7 giờ ông mới tiếp. Vì cái quy tắc thời gian của ông là ông phải dụng công một thờ. Ông phải tu một thờ. Ông tu xong thờ đó rồi ông mới tiếp người ta. Người khác hỏi ông thì ông nói rằng là ông phải dưỡng cái tâm ông rồi. Ông mới gặp người khác. Thì cái việc công phu buổi sáng cực kỳ quan trọng. Cực kỳ quan trọng luôn. Phan hãy nói tới cái chuyện niệm Phật giảng sanh gì đi. Trước nhất là chúng ta dưỡng được cái tâm của mình Một buổi sáng an lạc tuyệt vời Như bữa nay những đức tu Những đức tu vô tu an lạc đúng không Những đức nhìn lên màn hình mắt rất sáng Những đức nhìn mỗi con người cặp mắt Những đức nhìn rất sáng luôn Mà hình như cái cảm giác mình hiện tại xung quanh này nè Cái hoàn cảnh này cái gì cũng đẹp Rõ ràng luôn Còn bữa nào quý vị mà tu mà không vô nghe Cặp mắt quý vị nó lờ mờ lờ mờ lờ mờ Và cái cảm giác trong ý niệm quý vị Nó không đẹp Trong ý niệm quý vị có những ý niệm không đẹp thì ra rõ ràng cái công phu bộ sát cực kỳ quan trọng và cái quân tập niệm phật rất quan trọng vì sao vì cái quân tập niệm phật để tự tánh phật của mình hiển lộ mà tự tánh phật hiển lộ rồi nó sẽ giải được những cái rối ren trong tâm mình cực kỳ quan trọng luôn vì cái rối ren này là cái tạp tâm của nhân mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo bây giờ nó thành quả mà chỉ có danh hiệu phật phát phật tâm thì thật sự phật tâm mới giải được chỉ có phật tâm mới giải được nên có những người người ta buồn, người ta nặng nề, người ta muốn tự tử. Đó là người ta rối ren của tạp tâm. Mà làm cho người ta đi vào con đường bế tắc hoàn toàn. Mà người ta sẽ không thông được tâm vì người ta không có phát được Phật tâm. Nếu người ta phát được Phật tâm thì người ta sẽ giải những cái rối ren đó. Mà giải những rối ren đó là con người ta an lạc liền. Nên rõ ràng cái Phật Pháp này cực kỳ quan trọng. Phan hãy nói tới cái chuyện cao xa gì. Cái chuyện niệm Phật giảng sanh. Trước nhất quý vị sẽ cảm giác được sự an lạc khi niệm Phật. Chỗ này là chỗ quý vị đi đến giải thoát Rõ ràng cái giải thoát nó không phải xa Nó không phải xa vờ Mà nó hiện đời Của con người chúng ta đang sống trong cõi này Và mỗi một cương vị, mỗi một công việc Đều có tâm giải thoát Thì quý vị sẽ thành công trong mỗi công việc Chúng ta đừng nói chuyện cao xa gì, giải sanh cực lạc gì Chúng ta, cái đó chúng ta tự biết đi Bây giờ chúng ta là người niệm Phật Chúng ta hãy tự biết việc này của chính mình đi Mà cái việc rõ ràng là Cái tu tập mỗi ngày đây là Cái giải thoát những cái rối ràng đó là cái quan trọng nhớ câu này rất hay nè quân tập niệm phật mỗi ngày để giải quyết những rối ren trong nội tâm mà đây là cái mà con người ta phải đi tìm kiếm và người ta phải đi du lịch hay đi chơi chỗ này chỗ kia phải đi rất nhiều thứ chỗ để chi để giải quyết được những rối ren trong nội tâm những cái bị nặng nề hoặc bị bế tắc người ta phải tìm nơi nào đó để vui chơi để nghỉ ngơi mà mình có cái phương pháp là niệm phật để giải quyết rối ren nó còn đạt hơn 100% luôn. Nên từ nơi đó cái gì công phu niệm Phật dụng công tu rất quan trọng. Mà cái này phải cần quân tập cực kỳ lâu, có thời gian. Chứ không phải quý vị đòi hỏi một ngày một bữa, vô tu dài ban ngày mình muốn được điều đó đâu quý vị. Hoặc là mình vô mình tu mình muốn là giải quyết rối ren liền, hoặc đè phục vọng tưởng, hoặc là xóa những vọng tưởng đi, đẩy nó đi, không phải phù hợp đâu. Quý vị cứ quân tập niệm Phật đi. Đến một ngày nào cái lực niệm Phật nó có rồi là tức khắc nó giải những rối ren liền và thấy mình an tâm vô cùng đây là cái hạnh phúc gia đình đó quý vị chắc chắn đây là hạnh phúc gia đình đó. dù nghèo đó dù không thành đạt đó nhưng hạnh phúc hạnh phúc đó chắc chắn thôi chúc quý vị an lạc nha ai gì đào phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi ai gì đào phật ai gì đào phật